Xin chào tất cả các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hỏi chấm 3 sách giáo khoa trang 87. Trong ví dụ 4, hãy tính các cạnh OP, OQ qua cosin của các góc P và Q. Vậy thì cái hình của chúng ta là đây. Hình 28. Vậy thì các bạn lại sử dụng lại cái công thức cosin mà chúng ta đã học, đó là gì ạ? Cốt của góc P nhá. Cốt của góc P này. Cốt không ham tức là bằng kề trên trên huyền, tức là bằng OP trên PQ, đúng không ạ? Vậy từ đây suy ra là OP của chúng ta sẽ bằng PQ nhân với cốt của góc P. Mà chúng ta có PQ rồi, nó bằng 7. Có cốt của góc P rồi. Bởi vì sao? Bởi vì góc P của chúng ta bằng 36 độ. Vậy nó sẽ là nhân với cốt của 36 độ. Vậy dùng máy tính thì chúng ta sẽ tính ra, đúng không ạ? Thế còn bây giờ cốt của góc Q thì sao? Cốt góc Q, các bạn thấy là cốt góc Q theo công thức thì chúng ta có cốt góc Q nó sẽ bằng, vẫn là không ham, tức là bằng OQ trên PQ, đúng không? Kề trên huyền. Vậy suy ra là OQ nó sẽ bằng PQ nhân với cốt của góc Q, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta cần thay là 7 nhân với cốt của góc Q. Vậy cốt của góc Q bằng bao nhiêu ạ? Cốt của góc Q, bây giờ góc Q chúng ta đã biết chưa? Chưa. Vậy muốn tính góc Q thì các bạn hình dung cho cô là cái góc P cộng góc Q bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Vậy từ đấy cái góc Q của chúng ta ấy, nó sẽ bằng là 90 độ trừ đi góc P, đúng không? 90 độ trừ đi góc P. Vậy có góc Q chúng ta tính được cốt góc Q. Tính được cốt góc Q thì chúng ta sẽ tính được OQ theo cái công thức này, đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ để cái hình sang một bên và cô sẽ hướng dẫn các bạn lời giải chi tiết như sau. Lời giải chi tiết các bạn nhìn thấy hình rồi đúng không? Các bạn nhìn thấy cái hình này rồi đúng không? Vậy thì lời giải chi tiết của hỏi chấm 3 như sau. Đầu tiên thì như cái phần nháp của chúng ta ở đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta cần tính góc Q trước, đúng không ạ? Chúng ta cần tính góc Q trước thì chúng ta có là vì tam giác OPQ vuông tại O nên suy ra góc P cộng góc Q sẽ bằng 90 độ tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông ạ. Vậy suy ra góc Q sẽ bằng 90 độ trừ đi góc P, tức là bằng 90 độ trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 36 độ thì bằng 54 độ. 54 độ, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ có là các bạn biết là cái tỷ số lượng giác này thì ở cái trang 86 ấy, cô đây là cô xây dựng lại công thức dựa vào cái cốt, đúng không ạ? Thế còn ở trang 86 thì các bạn cũng đã được phát biểu cái công thức này thành lời trong định lý trang 86. Các bạn có thể nhìn lại, đúng không ạ? Trong một tam giác, mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề. Vậy đây có thể thấy là OP thì chính là bằng gì ạ? OP có thể thấy là nó bằng cạnh huyền PQ nhân với cosin góc kề, tức là cosin của góc P. OQ thì sẽ bằng PQ nhân với cosin của góc Q, đúng không ạ? Vậy chúng ta viết luôn từ đây cho nhanh, đúng không? Chúng ta viết luôn từ hai công thức này cho nhanh. Vậy thì cô gọi đây là hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, giống như cái định lý mà chúng ta được phát biểu ở đây. Vậy ta có theo hệ thức, cô chiếu lại cái hình cho các bạn nhé. Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông thì ta có OP thì bằng PQ nhân cốt góc P, tức là bằng 7
nhân cos của 36 độ. Vậy các bạn dùng máy tính này. 7 nhân với cos của 36 độ thì nó sẽ bằng, các bạn nhìn thấy không ạ? 5,663. Xấp xỉ 5,663. Thì còn OQ thì sẽ bằng PQ nhân với cos của góc Q, tức là 7 nhân với cos của 54 độ. Vậy chúng ta lại ấn máy tính. 7 nhân cos của bao nhiêu? 54 độ. Đấy ạ. Thì sẽ bằng 4,114, đúng không ạ? Lấy 3 chữ số. Xấp xỉ 4,114. Vậy cô và các bạn đã trả lời xong hỏi chấm 3 sách giáo khoa trang 87.